Các em học sinh thân mến, cô thân chào các em. Ở tiết trước, có một số lớp cô đã dạy bài 35, nhưng cũng có một số lớp cô không dạy được vì tình hình dịch bệnh. Hôm nay cô trò mình cùng nhau học bài 35. Thì các bạn nào đã học ra rồi thì các bạn cũng xem để mình cũng cố kiến. Hạt sống sau khi thu hoạch được phơi khô và bảo quản cẩn thận có thể cất giữ trong một thời gian dài mà không có gì thay đổi. Nhưng nếu đem gieo hạt đó vào đất khoáng và ẩm hoặc tưới ít nước thì hạt nảy mầm. Vậy hạt nảy mầm cần có những điều kiện gì? Cô trò mình cùng tìm hiểu bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm. Chúng ta cùng tìm hiểu thí nghiệm. Thí nghiệm 1. Cô chọn một số hạt đậu tốt khô. Cô cho vào 3 cốc, mỗi cốc 10 hạt. Cốc 1, cô không bỏ gì hết. Cốc 2, cô đổ ngập nước 5-7 cm. Cốc 3, lót dưới đáy ly một lớp bông gòn ẩm nước. Cả 3 cốc này cô đặt ở điều kiện bình thường. Chúng ta cùng quan sát kết quả thí nghiệm. Cốc 1, cốc 2 và cốc 3. Cốc 1 có bao nhiêu hạt nảy mầm? Không có hạt nào nảy mầm. Vì sao hạt không nảy mầm được các em? Vì nó thiếu nước. Cốc 2 có bao nhiêu hạt nảy mầm? Cốc 2 cũng không có hạt nào nảy mầm vì thiếu không khí. Cốc 3 hạt có nảy mầm hay không? Cốc 3 hạt nảy mầm vì có đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp. Chúng ta cùng tìm hiểu thí nghiệm 2. Thì thí nghiệm 2 này cũng làm tương tự như cốc số 3, nhưng các em cho vào ngăn đá tủ lạnh. Nhà bạn nào không có ngăn đá tủ lạnh thì mình cho vào thùng xốp đá. Các em dự đoán cho cô xem ở cốc 4 này hạt có nảy mầm hay không? Ở cốc 4 này hạt cũng không nảy mầm vì nhiệt độ quá lạnh. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem một số hình ảnh về các loại đậu hạt. Đây là những cái hạt đã bị móc. Đây là một số hình ảnh hạt sống. Hạt sống tốt. Hình số 1 là hạt sống nó bị thủng một phần. Hình số 2 là hạt sống nó bị lủng một lỗ ở ngay chính giữa. Và hình số 3 là hạt giống bị ẩm mất. Vậy các em thử dự đoán cho cô xem trong các hình trên thì hình nào hạt không nảy mầm được, vì sao? À, hình số 1 hạt có nảy mầm được hay không các em? Hạt không nảy mầm được vì nó bị mất phần. Hình số 2, hạt có thể nảy mầm được nhưng chất lượng hạt giống kém vì hạt không có còn nguyên vẹn. Và hình số 3, hạt có nảy mầm hay không? Hạt bị ẩm mốc trong bảo quản cho nên hạt sẽ không bị nảy mầm. Vậy muốn cho hạt nảy mầm thì chúng ta phải có hạt sống tốt. Vậy muốn cho hạt nảy mầm thì cần có những điều kiện gì? Để hạt nảy mầm thì chúng ta cần phải có là điều kiện là nước, không khí và nhiệt độ thích hợp. Như vậy cũng đủ chưa các em? À, cần phải có chất lượng hạt sống. Nước, không khí và nhiệt độ thích hợp là yếu tố bên ngoài. Chất lượng hạt giống là yếu tố bên trong. Chúng ta sang phần 2 La Mã xem là những điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong sản xuất.
Biện pháp kỹ thuật là sau khi gieo hạt, gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo nước ngay. Cơ sở khoa học của nó là gì các bạn? Phải đảm bảo cho hạt có đủ không khí thì để hạt khô, hấp, hạt mới không bị thối và chết. Không, nó sẽ rơi vào trường hợp gốc số mấy của chúng ta? Gốc số 2. Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt, để cho hạt có đủ không khí. Khi trời rét phải phủ rơm rạ cho hạt đã gieo, để đưa về trường hợp là nhiệt độ thích hợp. Nó sẽ rơi vào trường hợp gốc số 4 của chúng ta. Phải gieo hạt đúng thời vụ. Thì chúng ta gieo hạt đúng thời vụ sẽ gặp những cái điều kiện thuận lợi nhất, hạt sẽ nảy mầm tốt hơn. Phải bảo quản tốt hạt sống, để đảm bảo hạt giống không bị mối mọt, nấm mốc phá hoại thì hạt mới có sức nảy mầm cao. Đây là một số hình ảnh được ứng dụng trong sản xuất. Các em thấy là khi mà gieo hạt lúa xong thì trời mưa, các bạn thấy người nông dân sẽ tháo nước ra để nhằm tránh trường hợp là hạt mới gieo bị úng. Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo trồng. Gieo trồng đúng thời vụ và bảo quản tốt hạt sống. Đây là một số hình ảnh người ta bảo quản hạt sống nha các em. Hạt ngô sau khi thu hoạch về, người ta sẽ để ở nơi thoáng, mát. Và lúa sau khi thu hoạch về, người ta cũng phải là sao phơi và làm sạch thóc sau khi thu hoạch. Đây, bảo quản những cái hạt sống trong kho lạnh nè. Và đóng bao để ở nơi thoáng. Bây giờ mình sẽ nhìn hình, mình đoán động tác người ta làm gì ha. Hình ảnh này là người ta đang làm gì các bạn? Khi gặp gieo hạt đây, người ta sẽ sao? Múc nước đi ra. Vì không thì sẽ rơi vào trường hợp gốc số mấy của chúng ta? Gốc số 1. Rồi, hình ảnh số 2. Đây là người nông dân tưới nước cho hạt giống để nó gặp đủ độ ẩm. Và hình ảnh thứ 3. Khi trời rét, người ta phủ rơm rạ lên hạt đã gieo. Các em ghi bài. Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, phải chăm sóc hạt đã gieo, chống úng, chống hạn, chống rét, phải gieo hạt đúng thời vụ. Chúng ta có một số bài tập nho nhỏ để củng cố kiến thức đã học. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm: A. Đủ nước, không khí, nhiệt độ thích hợp, hạt chắc mẩy, không mối mọt, không sâu bệnh. B. Hạt phải khô. C. Hạt chắc mẩy, không mối mọt, không sâu bệnh. D. Đủ nước, không khí, nhiệt độ thích hợp. Các em chọn câu gì? Chúng ta chọn câu đủ nước, không khí, nhiệt độ thích hợp, hạt chắc mẩy, không mối mọt, không sâu bệnh. Trong nông nghiệp, sau khi gieo hạt gặp trời mưa kéo dài, đất bị úng, ta phải A. Phủ rơm rạ nhằm tránh nhiệt độ thấp, hạt không nảy mầm được. B. Tiến hành làm đất tơi xốp để tạo điều kiện thông thoáng cho hạt hô hấp. C. Phun thuốc phòng trừ các loại sâu bệnh cơ hội. D. Tháo hết nước để hạt có đủ không khí hô hấp. Các em sẽ chọn câu gì? Câu D. Bài học hôm nay của cô trò mình đã kết thúc rồi. Các em nhớ học bài cho kỹ nha, vì bài này nó cũng nằm trong bài kiểm tra một tiết và bài thi học kỳ 2. Cô chúc các em học bài thật tốt. Thân ái chào các em.